Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Va Mường Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Va Mường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Va Mường Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Va Mường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn. quý. Nguyên bà của bác anh chị trân trọng và kính mến. Trong cuộc đời mỗi con người có hai điều chúng ta mong muốn được hoàn thành, đó là lập gia đình và xây dựng cho mình được một tổ ấm, một ngôi nhà khang trang và hạnh phúc. Cũng như gia chủ của chúng tôi, anh Lường Văn Xiên, chị Lò Thị Thu cũng đã trải qua một quá trình rất là vất vả, buôn ba trong cuộc sống và tiết kiệm được một khối tài sản và khởi công xây dựng cho mình được một ngôi nhà khang trang như mong muốn. Nhờ bàn tay khéo léo của các bác thợ và sự góp công góp sức của cả gia đình mà ngày hôm nay đây, ngôi nhà đã được hoàn thành và trở nên khang trang tuyệt vời như ngày hôm nay. Được sự nhất trí của cả gia đình cũng như chính quyền địa phương sở tại mà ngày hôm nay gia đình hạnh phúc của chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt, ngày 18 tháng 12 năm 2023, tức ngày mùng 6 tháng 11 năm Quý Mão, long trọng tổ chức một buổi lễ mừng tân gia đại cát. Lễ mừng tân gia đại cát của gia chủ chúng tôi xin được phép bắt đầu. Quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa để được chúc mừng. Tôi Chín không biết nói gì hơn, xin kính chúc cho gia chủ vạn sự như ý, ma đáo thành công, năm nay xây nhà lớn, sang năm tẩu xe ơi, làm ăn càng tiến tới, giàu sang phú quý, phước lộc đầy nhà. Dạ vâng, kính thưa quý ông bà của bác anh chị trân trọng và kính mến, trong niềm vui hân hoan mừng tân gia đại cát của gia chủ ngày hôm nay, Lò Chiến cũng sẽ có đôi lời phát biểu bằng tiếng Thái để đại diện cho gia đình. Chiêng của mẹ bên nòng bản khuống hạc banh ơi, tu lan của mình Lò Chiến giúp bản tèn luông xã Thành An, làng cờ môn măng ma trời lấy ẩn phát thằng nà chuốt giường không, gửi ý nòng nùng đồ làn hao, còn cho chiếc tô làn của sò tặc banh sang chửa khẩu mở tặc na, sang và tặc nằm băng sờ nòng nhớ, có rừng lốp pính cổng ngà mày tặc bó hòm hương, có rừng bần món trong đào đầy mú, có rừng manh cá bửa sống chủ tặc bó nót xuân, sò tặc đủ nhinh trai ảo ý ai lúc bà, tham kháo là nòi nhăng ép chân sàn, chu hương mương sáng bàn tục po nó bòm, tên cá ải cánh nòng nhăn rú nơi lì lò qua. Chiếc bò mẹ bên nòng bản khuống hạc banh ơi, sao chua sườn khổng ý ai, lưng một xiến có bà Lò Thị Thu, có nhắc dây kín tó bản to khuống té mừ ngam chầu, dườn vạt điều trắng lưng kín ngai, dườn té tà té nai khá lông bồng hở, luông dệt hay tè bất dàn sằng mắt tứ ba ca, luông dệt na bất dàn sằng mắt tứ ba bằng nà càn, tứ ba bằng trắng nguồn trời thòn, tứ ba mon nhá nguồn trời xìa nhà, nà những rưỡi xưng bó tông bàn, dàn phồn lông ma luồng trắng bản háp lên tiểu hạ, lăng hồm hầu hồm hù tàng báu cái dền tè na du mơi. Phùa mía dườn tiết khăn ỏm ói, bớt tính là hồm nòi mưa bọc ẩu ngai, phùa mía ổ quát nòi nắm nìa, phùa mía tô số cằn xiềng xương vườn tròi, trắng tàn lầy quát nòi quát ổ nắm nìa tè na du mơi. Phùa mía trắng lầy trùng tó cằn tánh gớt là rào, và cận cung trắng lò há mít khổng sủ, trong bó lủ cằn hai giò rú tìm mưa hao na, ăn và không chờ dườn phải mưa diệt ọ. Trắng sắc nà diện dườn khổ khó há mi chớ bàn, trang sắc hàng hay na xuân quàng, trang diện nòng trắng ế lại bà, trang diện na trắng ế lại khẩu, chầu trang dườn trắng hằng mi khổng, trang hồng ngân trắng lầy ngân po cầm, trang hồng cam trắng lầy cam po sủ, trắng mất sự ẩu lách lai xài ngòi, mất xìa gà thờ tẳng hất chăn hất mỡ làng sùng tè na sum ơi, sao hồn bà được bắt sum khỏi, mưa đi hà lầy mưa đi bên chăn, mưa săn chất chép, vì chân mần mà trắng là háp khẩn ma non, trắng là con khẩn mất rú, nhưng mi khẩu mi ngai. Mất số lại ải lại nòng tên cá lại phường, phụ bên lúc bên tà táng phường táng mương vào tàu, phụ bên chầu bên nòng mắt nguồn mương trong bùn cơ ba mới nọ. Các bạn ơn bác sống khỏi cái lấy sổ tăng nạ, chuông sườn không ý ai, do cảm ơn tên lại bò mẹ bên nòng, ao cằn tấy bịa ba càn, bác xìa bịa bản bịa mương báu trà, bác xìa bịa hay bịa na báu ổ, hay có báu bài, quay có báu điềng mắt tủng ma tôm, mà cho mươn mắng lằn sùng khổng nòng nùng đủ làn hâu, tôi đang máu luôn hạt tới sổ cho măng hở tên lại bò mẹ bên nòng, có cả hảo khăn mắn dưng, để sang này cây sông phên, nhưng mới rằng quan trở khổng uống, mắn dưng để tuổi hỏi sao vì hảo khăn tên lại bò mẹ bên nòng bản cuống hạc banh ơi. Thế này, chút sự xung khỏi cho những chén lẩu hòm nưng, với trong nhau tiếng lại của mẹ pin nồng, những hạt nhang banh mắt tủm mắt tôm, với trong mưa hết mái làng sùng khòng nông đủ làn hao mà đi. Con mẹ pin nồng ơi, thái chén đầu tềm nhau sùng khừng, kín tó chút sườn xung khỏi nó con mẹ pin nồng nữa, nhau sùng khẩn chén đầu nó con mẹ pin nồng nữa. Lò Chiến sẽ cô khẩu hiệu 1, 2, 3. Quý vị khách quý chúng ta sẽ cùng cô 1, 2, 3 chúc mừng tân gia đại cát. Quý vị đã sẵn sàng chưa quý vị ơi?